Hey, xin chào mọi người nha. Một chỗ ăn bánh canh cua, bánh canh tôm hùm các bạn, bánh canh ghẹ hủ tiếu Nam Vang các bạn. Ở đây là địa chỉ 257 Chu Minh Ký các bạn. Phía bên kia là một cái xe cà phê các bạn. Vô đây ăn sáng uống cà phê rồi các bạn. Còn có thể là ngồi ở trong cái cửa hàng này các bạn, rất là rộng, để mình quay một cái, mình gọi hai tô quay cho mọi người xem nha các bạn. Đó, các bạn thấy một vựa này rất là quen, rất là ngon các bạn ha. Mình sẽ ở đây có bánh canh, thì thấy cái mặt mình được bánh canh cua, bánh canh tôm hùm baby các bạn. Để mình gọi hai tô đặc biệt cho mọi người xem nha. Cái này là tôm hùm baby các bạn ơi. Đây, họ bán bánh canh với hủ tiếu Nam Vang các bạn. Mười giờ bạn, giờ là đi ăn trưa luôn rồi. Em một tô bánh canh đặc biệt. Dễ rồi. Anh đầu bếp của chúng ta đi các bạn. Ở đây có hủ tiếu. Anh, tô đặc biệt là có gì anh? Đủ thứ, em thục cẩm, mì giò heo, cút, tôm, nhiều lắm. Em tô bánh canh đặc biệt nha. Rồi, một tô tôm hùm này lại như con anh. Rồi một con tôm nhỏ này. Này là mình gọi hai tô, bạn đi hai người bạn ăn sáng rồi. Một tô hủ tiếu Nam Vang với một tô quá trời luôn. Ở cái này tô này ăn một bánh giò, hai con tôm. Ăn như đây là no, chứ phải hủ tiếu luôn. Trời ơi, ở đây hủ tiếu Nam Vang có gì đâu bạn. Đây một tô nước dùng đây. Rồi xong. Trứng cút, heo, tôm, cặc, xương, huyết, tim. Cái này là gì vậy anh? Đó là cua em ơi. Dạ, cua. Chắc quá. Này là tô của anh bên. Này là tô bánh canh đặc biệt các bạn. Hai cái trứng cút, hai con tôm, ba miếng huyết, một con giò. Còn nữa các bạn. Đây, thêm một miếng con tôm nữa nè các bạn. Đây. Thôi mình chia cái tô này ăn ăn thịt tôm cua no lóc luôn à. Quá trời cái tô. Chỗ này ở ngoài đường bán các bạn, mình nhìn dễ lắm các bạn. Thôi cũng quẹo một tô bánh canh luôn. Giờ xong hai tô đặc biệt của mình này nè. Đi theo cô bé này rồi. Một tô hủ tiếu Nam Vang nha mày. Đây. Hai tô đặc biệt, nhìn tấp pin không là thấy no nê rồi. Tô bánh canh này chắc một con tôm, một con giò, một mớ cua luôn. Đây phần ăn đó các bạn. Có cái menu nè bạn. Để nãy giờ chưa thấy cái menu. À. Giá của mình, tô của mình là 110 ngàn các bạn.
Hey. Bánh mì thanh lạnh. Câu này hồi nãy có gì vậy? Dạ, cảm ơn anh. Hành tiêu trên nè. Cua nè. Cháu ẩy. Một phanh giò. Hai cái trứng cút. Còn huyết nữa nè. Thật chưa. Xem con tôm hùm. Tôm hùm baby nha mày. Đây. Đây tôm hùm baby. Ăn tô này đủ đạm no tới cái ngày luôn. Quyết hai con tôm tô đặc biệt các bạn, ba miếng quyết nè. Cái này là gì đây? À, con tôm hộp đây bạn ơi. Thịt đó nè, quá trời cái tô này của mình. Châm thêm miếng nước. Ăn thôi bạn, tô này đảm bảo là ăn không hết luôn bạn. Dữ lắm, nhiều luôn bạn. Ăn tô xứng đáng đồng tiền. Còn dĩa rau nè bạn, lung linh luôn. Đây. Lấy phần cua cho mọi người xem. Tô này ăn tô này là no cái ngày luôn á mày. Vị vừa ăn lắm nha mọi người. Quá chắc. À, con tôm này nha. Đây. Hai cái đầu tôm. Baby chứ rồi. À, một miếng huyết đây nè. Một phần giò nữa. Đồ thập cẩm ơi. Đây là cua thật. Quá trời cái tôm. Cầm rồi xem đây. Đây. À, cô mập nha. Khách sạn. À, mình mới bóc cái vỏ của con tôm ra nha bạn. Mập ra bạn. Quá. Cắn miếng cho mọi người xem. Tươi ngon đàng hoàng luôn. Một tô rất là xuất sắc luôn các bạn. Ăn đã rồi. Rất là nhiều đồ ăn trong đây bạn ơi. Trời ơi, mình chỉ tô đặc biệt. Sức ăn mạnh luôn nha. Quất một con tôm baby. Nhìn nó nhỏ nhỏ mà thịt nó mập chắc các bạn. Ăn vô cái nó muốn no luôn. Đây có cua nè, cúc. Ở đây là 257 chưa bên ký nha các bạn. Bán ăn sáng, bán tới chiều luôn các bạn. Bán cả ngày chứ. Bán từ 6 giờ sáng là bán tới 3 giờ chiều các bạn. 5 giờ sáng bán. Dạ. Các bạn biết sao hải sản này ngon không? Để mình quay cho mọi người xem cái ha. Họ có nguyên một cái hồ hải sản mênh mông luôn.
họ chỉ cần bắt ra đó họ bán đẹp đẹp rồi. Đây, chỗ mình ăn đã các bạn, kế bên hồ hồ Lãng Bộ coi, dưới đây có cái coi nữa các bạn, bự lắm. Đây nó bơi kìa, bự đó các bạn, chỗ ăn sáng uống cà phê đồ lý tưởng đó các bạn. Ê, cảm ơn mọi người xem tới đây nha. Hey.